Audio Jungle. Xin chào bà con, thì dạo này clip mình quay cũng rất là ít do công việc đi quay rất là không có đến vườn được thăm bà con. Thì hôm nay mình quay clip cho bà con xem tại vườn của anh Sáng ở xã Ê Tăng, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì khu vực này, clip này mình vừa vào vườn luôn thăm và kiểm tra vì công tác mà hoa rất quan trọng đối với bà con nông dân chúng ta. Nhưng đang gặp tình trạng là mưa đây. Đây mình đang quay ở vườn là mưa nặng hạt luôn. Thì kiểm tra hoa của anh thì lượng hoa nó nở cũng còn rất là ít. Anh cũng muốn khắc phục khi thời tiết cái bơ nó đang gặp mưa. Thì đây mình quay toàn bộ cho bà con xem. Thì anh có chia sẻ là anh trồng 1.000 gốc bơ. Thì đang rơi vào tình trạng là gặp mưa rất là nhiều. Thì cái tình trạng mà mưa thế này, thứ nhất á, mình nhắc nhở bà con là những vườn mà còn hoa khoảng có 40-50% á thì có thể khắc phục được. Còn những vườn chúng ta còn 10-20% bông á thì tỷ lệ khắc phục nó rất là ít. Vì những số bông mà chúng ta phải khắc phục từ đầu, đừng để tình trạng mà khi mà mưa lớn quá rồi chúng ta mới khắc phục á thì nó hơi muộn cho bà con. Thì toàn bộ 1.000 gốc bơ này của anh Sương á, thì mình đi quay kiểm tra thì có những cây nó cũng rụng rất là nhiều rồi. Còn có một số cây thì nó cũng còn phun cứu được, lại cái tỷ lệ mà hoa nó còn chưa nở. Thì bà con lưu ý với mình nha, mình nhắc lại cho một số bà con á. Thì hiện tại là chiều nay mình quay clip này đúng là ngày 20 tháng 3 luôn, lúc 5:30 ở trong xã Ê Tăng, huyện Cà Rông Năng á. Mưa rất là lớn, mưa ra tới chỗ ngã tư Gia Tó luôn, mưa rất lớn. Vì mình đi quay nên là không thể thăm một số vườn bà con nông dân chúng ta được. Chỉ những cái vườn lớn thì bên nhà vườn họ yêu cầu rất là nhanh và gấp nên mình hỗ trợ cho những nhà vườn này. Thì những cái này mưa rất là lớn, mình đang quay trời mưa luôn á, để cho bà con thấy được cái công tác mà hỗ trợ bên trái cây thời mùa lắc đối với bà con nông dân chúng ta là ở khắp mọi nơi, ở năm tỉnh Tây Nguyên này chúng ta. Thì vườn cây này anh chia sẻ cây 3 năm cũng có, 4 năm cũng có, anh trồng sen cà phê này cũng rất là nhiều. Đây là nước non anh tưới cũng đầy đủ hết. Thì đây mình đi quay cho bà con xem á, là đi công tác kiểm tra và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh Sương về cái cách mà phun thuốc như thế nào. Thì qua đây mình cũng sẽ nhắc nhở lại cho bà con nha. Nếu mà thời tiết mưa á, một á là bà con phun buổi sáng trước thời điểm mưa từ 3-5 tiếng, có thể được từ 3-8 tiếng thì càng tốt. Đó trước thời điểm mưa bà con phun. Còn không á là sau khi thời tiết mưa á thì bà con nên phun thuốc cho mình. Vì mình đã nói bà con á là cái canxi á thì nó rất thích nghi với cái mưa axit này. Thì nó rất thích, nhất là thời tiết mưa ẩm. Và cái thứ hai nữa là nấm nha. Mình quan trọng bà con là nấm nha. Cái nano bạc đồng á, hoặc kia mình cũng nói bà con là nấm rất quan trọng, nấm cuốn á, mưa xuống nấm cuốn rất là nhiều. Đừng để tình trạng khi mà bà con chúng ta xả nhị đậu trái hạt đậu xanh hết á mở rộng hết vì nấm cuốn á thì chúng ta rất là tiếc. Mình sẽ giải thích lại cho bà con một lần nữa nè. Có nghĩa là những cái hoa bà con phun thuốc lên á thì đôi lúc bà con cũng rất là bỡ ngỡ là phun thuốc lên hoa có sẽ hoa có bị hỏng hay bị hư không. Thì mình nói sẽ tùy vào dòng thuốc nha. Một số bà con chúng ta thì phun thuốc nấm nè, thuốc sâu nè, thì khiến cho cái hoa chúng ta nó bị hỏng đi. Thì qua đó mình nhắc nhở bà con á là trong thời gian ra hoa á, xả nhị bà con không nên phun thuốc sâu hoặc thuốc bệnh mà có gốc hóa học thì sẽ rất là nóng và gây hại trên hoa chúng ta. Thì chúng ta lựa vào những dòng thuốc chúng ta phun nó hợp lý và tùy vào giai đoạn chúng ta phun. Thì với như cái biện pháp mình chia sẻ bà con á, chúng ta sẽ phun trên hoa nhưng không ảnh hưởng gì hoa hết. Đó là cái nano bạc đồng hợp kim cộng sâu lắc cộng nano canxi. Và cái đó bà con quan trọng nhất là tăng cái canxi cho mình nha. Vì vấn đề quan trọng là vấn đề mình cấp cứu và cấp bách khi gặp thời tiết mưa. Vì cái thời tiết mưa năm nay thật sự là mình và con nông dân không ai biết trước được. Và mình nghĩ chỉ mưa có một cơn thôi. Nhưng mà ở trong những xã này mưa tới 2 cơn là mưa rất là lớn. Chiều nào cũng mưa. Còn những bà con ở khu vực Buôn Hồ á hay là Buôn Ma Thuột thì cũng chưa có hiện trạng là mưa. Và ở bên Cà Rông Bách thì clip này mình quay là ngày 20 nhưng mình nói bà con á là chưa có khu vực nào mưa, chỉ có mỗi khu vực Ê Tăng á. Thì sản lượng bơ của 5 tỉnh Tây Nguyên thì Đắk Lắk chúng ta vẫn là cái tỉnh lớn nhất và nhiều bơ nhất. Nhưng mà khu vực chiếm tỷ lệ mà trồng bơ nhiều nhất vẫn là Buôn Hồ, Cà Rông Năng, Ê Tó, Bãi Bằng. Đó là hai cái khu vực mà lượng bơ lớn nhất ở chúng ta. Đó là một bút mà mình đi thăm vườn và hướng dẫn bà con thì rất là nhiều. Đây là mình nói sơ bà con lại, đó là vấn đề phun thuốc đó. Thì vấn đề phun thuốc đó là mình nói nha, khi mà những cái
trái bơ nó đã xả nhụy mà nó teo cuống đen hết á, trái hạt đậu xanh á, và con phun thuốc lên, phun canxi lên thì lúc này nó sẽ đủ dinh dưỡng và nó cung cấp cho cái cuống của trái nó sẽ dai hơn. Nó dai hơn thì khiến cho những cái hoa kia á, khi nó nở mà nó xả nhụy xong á, cái hoa nở trong một ngày có thể là xong rồi, nó teo lại khi sau khi được côn trùng á thụ phấn thì nó đã đậu, thì chúng ta tiếp tục cung cấp dinh dưỡng nó thì sẽ đậu dai hơn. Đó là cái vấn đề mình giải thích bà con tại sao là chúng ta được phun thuốc giai đoạn hoa, có nghĩa là phân tầng chúng ta vẫn được phun. Nếu những bà con đã phun từ đầu á, đến lúc cái phân tầng á xả nhụy á, nếu mà đều và đủ dinh dưỡng á, hoa nó chắc khỏe và nụ nó khỏe đó, thì lúc đó tỷ lệ đậu rất là cao và xả nhụy rất là nhiều, và xả nhụy tỷ lệ đồng đều rất là hợp lý. Đó là vấn đề mình nói bà con tại sao mà số nông dân chúng ta không có biết và không có rõ về cái lý do mà phun thuốc trên hoa. Thì nhiều bà con nông dân dân vẫn cho chia sẻ là phun lên là sợ nó hư nó hỏng, nhưng mình khẳng định với bà con là sẽ không hư hỏng vì nếu bà con dùng đúng thuốc đúng quy trình. Thì toàn bộ đó là mình nói lại bà con, chia sẻ bà con. Nhưng clip chính này á, mình đi quay nói chung cũng rất là cực vì thời tiết đang mưa luôn á, mình mang dù để đi quay cho bà con xem, là đi kiểm tra vườn để cho nông dân là anh Sương ảnh phun cho kịp thời. Đây là khúc dưới của vườn anh nha, tí nữa mình sẽ quay lên khúc trên cho bà con xem. Khúc trên là anh trồng sen cà phê, nói chung là mình sẽ đi tham khảo một số cây bơ của anh trong vườn, nói chung cũng rất là cực, nhưng mình sẽ hỗ trợ hết mình cho bà con nông dân chúng ta vào thời tiết mưa này, để sang năm bà con có một cái chương trình. Thứ nhất là có thể cho hoa ra sớm hơn một xíu, để cho hoa nở đều hơn một xíu, và cái thời tiết, vì cái thời tiết hôm nay mình cũng nghĩ là không có mưa sớm như thế này đâu, hoặc là có thể mưa một cơn như năm 2017, nhưng thật sự là năm 2018 là lượng mưa rất là sớm và mưa rất là nhiều. Đây thời tiết nói chung là đang mưa nên mình quay nó hơi mờ xíu và hơi nhanh nên bà con thông cảm cho mình nha. Đây mình đang đi lên khúc trên quay cho bà con xem. Mình nhắc lại bà con nha, sau khi mưa xong á thì bà con có thể tiến hành phun thuốc liền cho mình luôn. Hạt phun thuốc nên bà con nên phun buổi sáng sớm hoặc chiều tối là hai khoảng thời gian thích hợp nhất để vào điều kiện bà con phun thuốc cho nó hiệu quả cao. Về vấn đề độ ẩm á, thì những vườn mình cũng nhắc lại á, là những vườn không duy trì độ ẩm thì ở đợt cơn mưa này á, thì mưa bất lình này thì mình cũng nghĩ những vườn không giữ ẩm á, hoa sẽ rụng, hoặc những vườn đã có trái hạt đậu xanh hoặc bằng gần bằng phiên bi á bị sốc nước như thế này thì tỷ lệ rụng rất là nhiều. Còn vấn đề thứ hai nữa là phát đọt non, thì năm nay một số bà con chúng ta không phun hãm ngọn hay là hãm đọt để phân hóa mầm hoa trước á, thì cái tỷ lệ phát đọt rất là nhiều, nên bà con rút kinh nghiệm để năm 2019 các bà con phun thuốc và phân hóa mầm hoa cho đều. Thì mình cũng hướng mong muốn rằng là sản lượng hoa bây giờ còn 50% hay là vườn còn 40% á, sẽ khắc phục cho bà con đậu được cho một mùa 2018. Nếu như lượng mưa thế này kéo dài như thế này á, thì tỷ lệ thành công của bà con chúng ta rất là thấp, chỉ cần mưa một ngày nắng 2 đến 3 ngày hoa nở được á, thì tỷ lệ thành công của bà con rất là cao. Vì cái thành công cao ở đây là bà con phun được thuốc, còn nếu bà con không phun được thuốc hoặc vừa phun xong rửa trôi á thì rất là tốn công và rất là cực cho bà con. Thứ hai là tốn kém chi phí bà con rất là nhiều. Cái đó là mình hướng dẫn và chia sẻ cho bà con ở clip này. Thì clip này mình quay cũng rất là dài, nhưng mình chỉ quay chi tiết được một số cây bơ, vì mình đi xung quanh vườn có những cái tán bơ mình không có thể quay được, vì trồng trong cà phê rất là khó đi. Thời tiết đang mưa càng ngày càng lớn nên mình chỉ quay được rất là ngắn để bà con xem. Nên là có thể là trong tuần mình chỉ quay được một clip cho bà con xem thôi, vì thời gian gần đây mình rất là bận nên không thể hỗ trợ hết mình cho bà con trên này được. Mình sẽ hứa là sẽ thông báo bà con tất cả các chi tiết về cây bơ khi xả nhụy đậu trái xong, những cái giai đoạn nào quan trọng. Thứ nhất là phát đọt, cái thứ hai là nấm cuống, cái thứ ba là chống rụng sinh lý hoặc là giảm được cái tỷ lệ rụng sinh lý, mình sẽ thông báo sớm cho bà con. Thì qua đó một số bà con hãy đăng ký kênh để theo dõi tất cả video ở bên trái cây theo mùa lắc, mình sẽ hỗ trợ hết mình cho bà con nông dân chúng ta. Thì vườn của anh Sáng này cũng có một số, một anh Sướng này một có một số cây ấy, thì nó cũng đã bắt đầu xả nhụy, nhưng hiện tượng mà rụng hoa rụng trái cũng rất là nhiều. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi nha, và theo dõi tất cả video mình nha. Mình quay nói chung là thời tiết nó mưa nên bà con thông cảm về tốc độ quay của mình rất là nhanh. Xin cảm ơn bà con ạ. À.